Tối ngày 15 tháng 11, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và tuyên truyền pháp luật bảo đảm an ninh trật tự tại xã Quyết Chiến. Đồng chí Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã đến dự. Trong không khí sôi nổi, chương trình giao lưu văn nghệ đã diễn ra với các tiết mục ca múa nhạc với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình đồng chí đồng đội do đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh Hòa Bình, đội văn nghệ Công an huyện Tân Lạc và đội văn nghệ xã Quyết Chiến biểu diễn. Xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ, ban tổ chức đã lồng ghép nói chuyện chuyên đề, thông tin, tuyên truyền pháp luật cho người dân địa phương về tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ở cơ sở, giúp nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn của bọn tội phạm, cảnh giác, quản lý con em, không để bị kẻ xấu lôi kéo xa vào các tệ nạn xã hội hay bị tội phạm lợi dụng, dẫn dắt vào con đường phạm tội. Qua chương trình, nhằm cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của cấp trên trong việc phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chia sẻ khó khăn trước mắt đối với các em học sinh, các gia đình chính sách, hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi và góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, nhận thức hiểu biết pháp luật cho bà con nhân dân.